Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 10 tháng 10 cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết đăng trên báo Nhân dân, số 236, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 1954, với bút danh CB. Mùa thu lịch sử năm 1945. Hà Nội lần đầu tiên đón bác Hồ về đọc tuyên ngôn độc lập sau ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Mùa thu lịch sử năm 1954, Hà Nội đón bác Hồ về thủ đô sau ngày giải phóng. Từ đó đến nay, Hà Nội tiếp nối truyền thống Thăng Long, Đông Đô ngàn năm, ngày một xứng đáng là trái tim cả nước, xứng với danh hiệu thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Trong chiến đấu, Hà Nội lập nên nhiều chiến công hào hùng, với cuộc chiến đấu tháng chạp năm 1946 cùng toàn dân đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm gian khổ chống thực dân Pháp. Với trận điện biên phủ trên không 12 ngày đêm tháng chập năm 1972 buộc đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, Hà Nội là địa danh thiên liêng, là hồn thiên sông núi, nơi cả nước gửi gắm niềm lạc quan tin tưởng, ý chí tự hào, là điểm tựa tinh thần cho quân và dân cả nước hăng hái đánh giặc. Trong xây dựng hòa bình, Hà Nội đang từng bước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Hà Nội đổi mới từng ngày, phấn đấu văn minh hiện đại trên cái nền truyền thống ngàn năm văn hiến, tạo nên gạch nối hài hòa Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Hà Nội vinh dự là một trong 17 thành phố thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Cả nước quan tâm theo dõi, ngưỡng mộ từng bước đi lên của thủ đô. Vì thế thủ đô Hà Nội có vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời có trách nhiệm hết sức nặng nề. Hà Nội phải luôn luôn gương mẫu, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước nhìn về thủ đô ta. Thế giới trông vào thủ đô ta nên thủ đô ta phải phấn đấu để thành một thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Ba chữ thủ đô ta chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng, gần gũi và sát sao của người đối với Hà Nội, dành riêng cho Hà Nội, chỉ riêng Hà Nội mới có được vinh dự ấy. 285, ngày 11 tháng 10. Nội dung video đến đây là hết, xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh, tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video các chú bộ đội cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại mọi người